Hello, xin chào các bạn. Chúc khán giả thân yêu của AD đón một tuần mới tràn đầy năng lượng nha. Đã đến cái mùa gọi là mùa du lịch rồi các bạn ạ. Các bạn có dự tính hè này sẽ vi vu nơi nào chưa nè? Nếu chưa hoặc không có ý định đi du lịch thì xem ngay video này của AD để biết được thế giới đang đổ xô đến Việt Nam nghỉ dưỡng nhiều đến mức nào. Biết đâu lại thay đổi ý định hoặc tìm cho mình được địa điểm phù hợp thì sao? Mà nếu ai không có tiền đi du lịch như AD á, thì cũng xem ngay video này để nghiệm ra cho mình kiểu du lịch không tốn đồng nào giống AD nha các bạn ơi. Thông tin mới nhất mới đây được cập nhật bởi tờ Boston rằng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 20 lần. Theo đó, thì khách quốc tế đến Việt Nam tính riêng trong tháng 4 năm 2023 ước tính đã đạt 984.000 lượt, tăng 9,9% so với tháng trước và gấp 9,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 3,68 triệu lượt người, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 8 triệu lượt, khách nội địa khoảng 102 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng. Ê, nhưng mà mới 4 tháng đầu năm đã đạt 3,7 triệu lượt khách quốc tế thế này rồi, thì cái mốc 8 triệu mà Boston thông tin có vẻ hơi ít các bạn nhỉ? Vì 4 mùa trong năm ở Việt Nam, mùa nào cũng có đặc sắc thu hút du lịch cực mạnh. Thế nên các bạn có nghĩ sẽ đạt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế thay vì 8 triệu như dự tính kia không? Tạm thời gác lại cái sự suy nghĩ, tờ báo quốc tế Trading Economics mới đây cũng đã dẫn chứng thông tin lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 870,8% so với cùng kỳ lên 984,15 nghìn lượt vào tháng 4 năm 2023. Trong đó, khách đến từ châu Á tăng 1.127,1%, dẫn đầu chủ yếu là Hàn Quốc tăng 1.749,2% và Trung Quốc tăng 1.368%. Ngoài ra, khách đến từ châu Mỹ tăng 374,2%, dẫn đầu là lượng khách từ Hoa Kỳ tăng 432,7%. Khách đến từ châu Âu cũng tăng 601%, trong đó lượng khách từ Anh tăng 657%, khách từ Đức tăng 480%, khách đến từ Pháp tăng 532%, từ Nga tăng 851%. Ngoài ra, khách du lịch từ Úc tăng 491%. Trading Economics thống kê, từ tháng 1 đến tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng mức kỷ lục 1.815%. Trong khi đó, tờ Sputnik cũng đã sớm đăng tải nhận định, khách quốc tế tăng gần 20 lần, du lịch Việt Nam đang phục hồi ngoạn mục. Tính chung 4 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức khả quan, lượng khách quốc tế tăng 20 lần, kéo theo đó doanh thu từ du lịch cũng đạt được con số đáng kể. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 214.800 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch lữ hành trong 4 tháng qua ước đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên đã cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường du lịch. Du lịch Việt Nam có vẻ đang trên đà phục hồi ngoạn mục sau thời gian đình trệ vì dịch Covid. Đứng trước sự tăng trưởng trở lại của du lịch Việt Nam, tờ báo quốc tế đã đưa ra nhìn nhận 2023, một năm đầy triển vọng của ngành du lịch Việt Nam. Giới chuyên gia phân tích du lịch cho rằng năm 2023 là một năm đầy triển vọng của ngành du lịch Việt Nam cả về lượng khách và doanh thu. Mặt khác, vừa qua, Trung tâm Thông tin Du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam đã ra mắt video clip đầu tiên của năm 2023 mang tên Du lịch Golf tận hưởng từng khoảnh khắc. Trong chiến dịch truyền thông mang tên Việt Nam Du lịch để yêu thương, giới thiệu đến du khách những trải nghiệm tuyệt vời của du lịch Golf, xu hướng đang được ưa chuộng với những tiềm năng vượt trội ở Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam đã 6 lần liên tiếp được World Golf Awards vinh danh là điểm đến chơi golf tốt nhất châu Á. Với hàng loạt sân golf đẳng cấp, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam sẽ là nơi đưa du khách đến những sân golf độc đáo và đầy thử thách. Đây là một trong số những lý do khiến cho sức hút du lịch Việt Nam năm 2023 sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, tờ Travel News Asia cũng đưa ra dẫn chứng giúp thúc đẩy du lịch Việt Nam trong năm 2023, đó là sự kiện Vietnam Airlines khai trương đường bay Hà Nội, Sài Gòn đi Mumbai, Ấn Độ. Theo đó, thì Vietnam Airlines xác nhận sẽ khai trương đường bay đến Mumbai, Ấn Độ từ cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với đường bay Hà Nội-Mumbai dự kiến cất cánh lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 5 năm 2023 với 4 chuyến trên tuần, khởi hành vào các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật. Trong đó, chuyến bay VN973 dự kiến rời Hà Nội lúc 18:10 và đến Mumbai lúc 21:35. Chuyến bay VN972 dự kiến rời Mumbai lúc 23:10 và đến Hà Nội lúc 5:30 ngày hôm sau.
Với đường bay thành phố Hồ Chí Minh Mumbai sẽ có 3 chuyến bay hàng tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Trong đó, chuyến bay VN979 dự kiến khởi hành từ Sài Gòn lúc 17:55 và đến Mumbai lúc 21:35. Chuyến bay VN978 dự kiến khởi hành từ Mumbai lúc 23:10 và về đến Sài Gòn lúc 6:00 ngày hôm sau. Mà như các bạn đã biết, Mumbai là thành phố thủ phủ của bang Maharashtra, Ấn Độ. Nhắc đến Ấn Độ, người ta sẽ nghĩ ngay đến thành phố Mumbai vì sự tráng lệ và giàu có của nó. Thành phố này được mệnh danh là thủ đô giải trí của Ấn Độ. Mumbai thuộc top những thành phố giàu nhất nước Ấn Độ và là thành phố đông dân thứ hai ở Ấn Độ. Thế nên, với việc mở đường bay thẳng tới khu vực giàu có và đông dân nhất nhì Ấn Độ này sẽ tạo cơ hội thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam nhiều hơn trong năm nay. Một bằng chứng khác về sự thu hút của du lịch Việt Nam với khách quốc tế, The Travel of Path đã đề cập, Việt Nam đang trở nên phổ biến hơn đối với du khách Mỹ, đây là lý do tại sao. Theo tờ báo quốc tế này, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á. Những kỳ quan thiên nhiên và nền văn hóa đáng kinh ngạc của Việt Nam đang trở thành xu hướng chủ đạo, truyền cảm hứng cho khách du lịch Mỹ bước ra khỏi vùng an toàn của họ và đi khắp thế giới để khám phá đất nước, bất chấp các lựa chọn chuyến bay hạn chế và hậu cần phức tạp để đến đó. Đến nỗi công ty du lịch trực tuyến nổi tiếng Kayo đã tuyên bố Việt Nam là điểm đến hàng đầu ở Đông Nam Á vào năm 2023. Chỉ làm tăng thêm tiếng vang, Việt Nam, vùng đất huyền bí của rồng xanh hiện đang trên con đường phục hồi ổn định với sự tăng trưởng hơn nữa dự kiến trong năm nay. Vậy chính xác thì tại sao Việt Nam lại thu hút lượng du khách ngày càng tăng trong bối cảnh hậu Covid? Và tờ báo quốc tế này đã đưa ra một loạt lý do tại sao Việt Nam đang trở nên nổi tiếng và thu hút du lịch đến vậy. Rằng Việt Nam là một quốc gia giàu văn hóa với một lịch sử đầy đau thương nhưng hấp dẫn. Cho dù bạn sinh ra vào những năm 70 và xem nó trực tiếp trên truyền hình, hay những năm 90 và học về nó từ sách giáo khoa, chúng tôi chắc chắn rằng những hình ảnh mang tính biểu tượng về sự sụp đổ của Sài Gòn và chiến thắng gây tranh cãi của chủ nghĩa cộng sản ở miền Nam Việt Nam đã in sâu vào tâm trí bạn. Bất chấp di sản ngàn năm của mình, đây là một quốc gia mới thành lập vẫn đang tìm chỗ đứng của mình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Không cần phải nói, đó là một thế giới hoàn toàn khác với những điểm nghỉ dưỡng thông thường của bạn ở phương Tây. Từ các thành phố sôi động, nhộn nhịp nhất, đến một miền quê đẹp như tranh vẽ, những công trình kiến trúc đẹp ảo diệu, lộng lẫy đến những bãi biển nguyên sơ, và hơn nữa du lịch Việt Nam cực kỳ rẻ. Travel of Path chốt lại rằng, theo một cách nào đó, Việt Nam là điểm đến du lịch ba lô hoàn hảo khi bạn còn trẻ và túng thiếu. À còn có một điều không thể ngờ các bạn ạ, các bạn có còn nhớ video trước Ade chia sẻ về bộ phim A Tourist Guide to Love với 100% cảnh quay ở Việt Nam không? Đấy, ngay sau khi phim lên sóng, tờ báo nổi danh Hollywood Reporter đã ngay lập tức đăng tải một bài viết chia sẻ rằng du lịch ở đâu tại Việt Nam sau khi xem A Tourist Guide to Love. Và trong bài viết thì trang du lịch này đã chia sẻ tất tần tật từ A đến Z những địa điểm du lịch tại Việt Nam đã xuất hiện trong bộ phim mới nổi này, chi tiết từ vẻ đẹp kỳ ảo của Việt Nam, thậm chí còn đề cập đến cả giá tiền cho mỗi địa điểm luôn rồi nha. Đúng là không thể đùa được với phim Hollywood trên nền tảng Netflix mà. Phim lên sóng một cái hả là hình ảnh Việt Nam lại thêm phần được quan tâm rầm rộ luôn. Và dĩ nhiên thì đây cũng là một trong những yếu tố mà Việt Nam thêm phần thu hút với khách du lịch toàn cầu. Mặt khác, tờ báo quốc tế TechSize Research đã đưa ra nhìn nhận, thị trường du lịch và lữ hành Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trong giai đoạn dự báo 2023-2027, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, gia tăng cạnh tranh giữa các bên tham gia thị trường và việc áp dụng các chiến lược tiếp thị và quảng cáo hấp dẫn của các bên tham gia thị trường là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường du lịch và lữ hành Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đặc biệt, việc áp dụng nền tảng bán hàng trực tuyến của người chơi thị trường thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Sự hiện diện của các trang web tương tác và ứng dụng di động cung cấp các gói du lịch hấp dẫn cho người tiêu dùng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 để giải quyết các thắc mắc của khách hàng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường du lịch và lữ hành Việt Nam. Khách du lịch có thể tận dụng các kế hoạch du lịch tùy chỉnh theo sự thuận tiện, ngân sách và yêu cầu của họ. Những người tham gia thị trường cũng đang cung cấp cho khách du lịch tham quan ảo các địa điểm du lịch, đưa ra quyết định đúng đắn về những địa điểm họ muốn đến và chọn phương thức du lịch phù hợp cho điểm đến. Hay nói đơn giản thì nó là hình thức tham quan online sơ bộ về địa điểm được quan tâm để du khách lựa chọn xem nơi nào phù hợp rồi mới đi trải nghiệm thực tế đó các bạn ơi. Tự nhiên AD thấy du lịch online như này sinh ra để bù đắp cho những con người nghèo tiền như AD hay sao ấy, hợp lý ghê à. Với tình hình hiện tại thì các bạn nghĩ du lịch Việt Nam năm nay có kịp bứt tốc không nè?
comment ý kiến của mình ở phần bình luận nha. Cũng đừng quên cho AD xin một like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ AD với nha. Video hôm nay AD xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.